của người đồng bào Hà Nhi và Sơ sẽ tìm một ai đó. Thì cái này thì nó cũng là một cái duyên gì đó thôi, để làm quen và hỏi về những cái phong tục, tập quán, thêm những cái nét đặc trưng riêng của cái ngày lễ trọng đại của người Hà Nhi này các bạn ạ. Và thực ra thì Sơn cũng có tia thế rồi. Bây giờ thì Carmen quay máy thôi này giúp mình một tí nào. Đây các bạn ơi, Sơn hồi vừa nãy thì Sơn cũng có bắt gặp em gái đây và cũng có hỏi thăm một chút rồi. Và ngày hôm nay thì nhà em gái nào cũng có làm cái món bánh, bánh gì nhỉ, gọi là bánh? Bánh dày ạ. À, bánh dày, bánh dày bình thường thôi đúng không? Vâng. Nhưng mà cái bánh dày này thì là chúng ta sẽ làm theo một cái kiểu cách riêng của người Hà Nhi mình. Vâng. Đúng không? Cái quá trình làm bánh này là chủ yếu, cái chính của nó là chúng ta sẽ làm để ăn bình thường thôi hay là chúng ta làm để cúng sau đó là thì mới ăn? Mình làm bánh xong là mình phải làm lấy mới được ăn ạ. À, có nghĩa là chúng ta sẽ làm cái bánh đó và để làm cái lễ trong cái ngày hôm nay là một cái ngày rất là trọng đại của người Hà Nhì đúng không? Vâng. Gọi là ngày Tết người Hà Nhì đấy đúng không? À, thì cho anh hỏi thêm là hộ gia đình nào cũng sẽ phải làm cái món bánh đó ạ? Vâng. À, thế nhà em thì có làm nhiều không? Nhưng mà kiểu là mình không ăn nhiều nên cũng làm bình thường chứ không làm nhiều cũng làm ít ý. Vậy thì anh hỏi tên em một xíu đó nhỉ? Hỏi lại cái tên cho nó chính xác. Tên em là gì và sinh năm bao nhiêu? Em tên là Phà Lò Chơ, sinh năm 2005. Phà Lò Chơ. Lò Chơ. Chơ. Vâng. Các bạn thấy bạn gái này xinh không? Xinh nhưng mà cái tên thì lại cực kỳ là trơ tráo các bạn. Xin lỗi em nhé, nói vậy cho vui thôi. Hôm nay thì anh xin phép được đi vào nhà em để cùng em làm những cái món bánh dày của người Hà Nhì có được không? Được ạ. Và cũng anh sẽ xin phép nhà em để cho anh cùng ở lại để thưởng thức những cái món bánh dày đó. Vâng. Sau khi mà chúng ta làm những cái lễ cúng xong. Được. Ok, cảm ơn em nhé. Bây giờ thì Sơn mời tất cả mọi người cùng Sơn và em chơi để đi vào nhà để xem cái kiểu cách làm bánh mọi thứ của người Hà Nhì sẽ như thế nào các bạn nhé. Đi thôi em. Nhà em ở trên này à? Vâng ạ. Anh quan sát thấy nhà em cũng được xây bằng bê tông hóa rồi. À nhưng mà anh thấy có mấy cái xe ô tô này là chắc là của khách du lịch tham quan. Của khách ấy ạ. Ừ. À xe ô tô nhà em à? Ồ, nhà em giàu thế. Đi, mình lên nhà đi. Nhà em bên này đúng không? Vâng. Thế còn bên này là nhà hàng xóm ạ? À có anh em vì gì với cả nhà mình không? Không ạ. Thì là hàng xóm thôi ạ. Ừ, anh thấy nhà này thì nhà em đã làm bê tông rồi. À thế còn những cái nhà chỉnh tường đây thì có phải nhà mình không? Đây vẫn là nhà em ạ. À chào các bạn nhá. Chào anh nhé. Thế là nhà mình có hai nhà đây luôn á? Vâng. Ồ. Kể ra thì cũng khá là giàu các bạn ạ. Thực ra thì đấy như các bạn nhá. Bên tay trái Sơn thì là một ngôi nhà chỉnh tường. Một ngôi nhà cổ theo lối kiến trúc của các cụ ngày xưa đúng không? Cái đây là theo cái lối kiến trúc của các cụ ngày xưa là làm theo cái lối này, làm bằng bức tường bằng đất trộn lên, đất nhão trộn đúng không? Còn bên này thì nó là cái kiến trúc công trình mới rồi, công trình mới nhưng mà các đời con cháu về sau này thì họ vẫn giữ lại những cái hình tượng đặc trưng theo như cái ngôi nhà chỉnh tường ấy các bạn. Thì nếu chúng ta có thể quan sát từ trên cao xuống ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái mái của ngôi nhà này thì nó la lá giống nhau hết. Tiếp theo là vẫn là cái chương trình làm bánh đây. Bây giờ mình mới bắt đầu mới gói hay là vừa xong rồi ạ? Ô, nhanh vậy? Anh đến muộn quá. Tại vì vừa nãy anh ngồi cùng với cả mấy anh em ở dưới kia một chút. Thế là làm được bao nhiêu cái như thế này rồi? Chẳng, không đếm ạ. Nhiều. Đâu rồi? Bánh mình để đâu? Đây bánh để. À đây á. Gói bằng lá ấy ạ. À đây gói bằng lá ở dưới đây rồi đúng không? Lá chuối ạ. Ồ, như thế này là như thế này xong rồi là mình buổi tối này thì mình sẽ đem cúng sau đó là sử dụng luôn à. Có làm lễ xong ăn được. Làm lễ xong ăn. Thế cái bột như em đang làm bánh đây thì đã được nấu rồi đúng không? Vâng ạ. Đã nấu chín rồi. Vâng.
Có cái đây là bát gì đây, vừng à? Vừng ạ. À. Vừng. Kiểu vừng vừng này là cũng nhà mình trồng được thôi à? Vâng. Vâng. À. Nhà mình trồng luôn đấy ạ. Ô gói đơn giản vậy thôi á? À? Vâng. Thế là một cái mẹt này chắc là theo phải được mấy chục cái ấy nhỉ? Vâng. Được khoảng tầm 30 cái không? Chắc là không đếm 30 cái. Đơn giản như thế này, anh cứ tưởng là phải gói nó vuông vắn một tí chứ. Không cầu kỳ, chỉ cần tròn là được. Ừ, có nghĩa là chỉ cần nặn cái bánh này nó tròn một xong rồi cho vào cái miếng lá chuối như thế này là vâng. Là thế này thôi. Khi các bạn mà bước chân đến ngôi nhà của người Hà Nhì ấy, thì có một cái điều đặc biệt là mọi người không được ngồi lên những cái bậc trước cửa như thế này nhá. Bởi vì là khi mà chúng ta vào nhà là có một cái bậc trước cửa này và người Hà Nhì thì sẽ có một cái kiểu như là một cái phong tục của người ta là khi ở trong nhà có chăn nuôi một con vật gì đó thì sẽ mang lại những cái ý nghĩa là cho con vật nó khỏe mạnh, chóng lớn. Nên là chúng ta kiêng kỵ không được ngồi vào những cái bức cửa đấy. Trời ơi, anh thấy em hình như là em vừa bưng cái mẹt bánh cất vào trong này à? Vâng ạ, đây là chỗ cất bánh ạ. Ừ, thế là làm xong là mình phải cất vào đây, thế sau đó là buổi tối thì mình mới đem ra cúng đúng không? Vâng ạ. Thế cúng thì mình sẽ cúng ở đâu? Cúng ở kia kìa, trên kia. Đâu? À, cúng ở ngay chỗ bếp này luôn á? Vâng. Ngay chỗ bếp nấu đây à? Vâng. Có nghĩa là đây gì cái chỗ à trên cái kiểu như là có cái hòm kia đây đúng không? Vâng. Anh đi lên đó có được không? Được. Ừ, đây Sơn sẽ di chuyển sát lên đây quay cho các bạn xem. Người Hà Nhì thì sẽ làm những cái lễ cúng ở cái vị trí như thế này, thì nhà nào cũng phải cúng ở đây như có vị trí kiểu như thế này hay là mỗi nhà thì mỗi khác em? Không, cùng một vị trí luôn ạ. À, nhà nào cũng phải cúng ở cái vị trí gần bếp như thế này đúng không? Vâng ạ. À, cái mấu chốt của cái lễ cúng này thì vẫn là chỉ là muốn để cầu cho là được trong năm thì chúng ta được trồng trọt chăn nuôi, mọi thứ thì nó được tươi tốt đúng không? Vâng ạ. Thế bây giờ làm bánh thì xong rồi thì có làm thêm món gì nữa không? Dạ, không ạ. Thế làm mỗi bánh đấy thôi à? Vâng. Thế buổi chiều nay cúng thì chúng ta sẽ cúng bằng... bánh này với cả thịt trâu thì đã lấy về chưa? Chưa ạ, thịt trâu bây giờ chưa lấy về. Cúng cả thịt trâu đấy nữa đúng không? À mình nhìn sao đây mắc khử. Vâng, cúng vào thịt trâu luôn ạ. Cúng là thịt trâu. Vâng. Thịt trâu đấy thì chia ra thì mỗi nhà sẽ được khoảng chừng mấy cân? Chẳng biết được, chưa biết được ạ. Thế là cúng thịt trâu này, với cả bánh dày này, với cả cái gì nữa, có thêm món gì? À đây này, hình như là mẹ đang chuẩn bị đây đúng không? Mẹ đang chuẩn bị đây, có cả bí nạc, rồi đỗ này, rồi các... Hôm qua đi chợ sao là chưa lấy ra ấy ạ? À, anh thấy như hôm qua cái buổi biểu diễn văn nghệ ở trên chợ ấy thì... theo như lời của các ban tổ chức nói đó là sẽ phải cúng bằng những cái kiểu như là những cái món ăn hàng ngày thì mình cũng có sử dụng đúng không? Ví dụ như các món rau củ quả. Không phải tối nay mà là tối mai mới cúng xuống phía dưới công viên cúng ạ. Cái đấy là dưới cái chỗ mổ trâu đấy à? Vâng. Chỗ mổ trâu đấy là công viên đấy thì tối mai là mọi người là sẽ cúng ở đó. Vâng. Sẽ là có đu quay này. Ừ. Sao lại... Cúng xong thì bắt đầu là chơi các trò chơi à? Vâng, vâng. Đu quay rồi mới cả cái gì bật tầm bông ấy, đúng không? Vâng. Cái đấy gọi là cái vật vật đấy là gọi là theo như tiếng người Hà Nhì gọi là cái gì? Cái xích đu này sao là có cái đu quay 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 vòng tròn vâng. Hai người ngồi hai đầu đấy vâng, đúng không? Vâng. Sau đó là đu quay thì bắt buộc là theo cái phong tục của người Hà Nhì mình là bắt buộc là sẽ phải chơi các trò chơi đó hay là khi mà mọi người cúng xong rồi uống rượu các thứ xong rồi thì tham gia chơi thôi?
Nếu như mà cái người mà mình cái người đi đi làm lấy người gì kia ấy đi đi ăn là có một người là lớn nhất ở chỗ đấy, sau là người lớn nhất này đi chơi qua rồi tất cả mọi người đều chơi được hết ạ. À, mọi người ai thích chơi thì chơi thôi đúng không? Vâng ạ. Chứ không phải bắt buộc ai cũng phải chơi. À, rồi ok anh hiểu rồi. Tới ngày mai thì em tối mai ấy. Em có xuống tham gia không? Có ạ. em phải xuống chứ, vì tại vì tối mai là đêm vui nhất ở dịch công viên ấy. Trong trong cả năm thì cái tháng 6 này là sẽ là cái gọi là cái tháng Tết của người Hà Nhì đúng không? Vâng ạ. Còn những cái Tết Nguyên Đán bình thường thì có làm to như cái kiểu như cái ngày Tết này không? Có một cái lễ hội nữa là sắp đến là 27 tháng 8 nữa là có cái lễ hội mùa thu nữa ạ. À, có lễ hội đúng đấy cũng to. Cho anh hỏi lại là cái lễ hội mùa thu đó thì sẽ được thường tổ chức là sẽ tổ chức vào tháng 8 ạ đúng không? Không ạ, năm nay là tổ chức sớm, còn mấy năm trước là mùng 2 tháng 9 mới tổ chức ạ. À, những năm trước thì sẽ tổ chức vào đúng ngày mùng 2 tháng 9, ngày vâng, Quốc Khánh luôn. Vâng. Còn năm nay thì sớm hơn, là ngày vâng. 27 tháng 8. Vâng. Có nghĩa là trước mấy ngày. 27 tháng gì đấy tổ chức, năm nay là 27 tháng 8 gì đấy. Thường thường cái lễ hội mùa thu đó thì nó có cái nét gì đặc trưng đặc biệt của người Hà Nhì mình không em? Không biết. Đến mọi năm em tham gia cái lễ hội đó thì em thấy nó có những cái gì đặc biệt không? Mà ở trên chợ là có văn nghệ này, rồi là người dân thì đi bán đồ các thứ. Ừ. Nó cũng kiểu kiểu như là cái lễ hội vừa rồi đây đúng không? Vâng. À thế à? Có các trò chơi như là kéo co này để gậy các thứ. Ừ, mấy cái trò chơi dân gian đó thì các lễ hội hoặc là những ngày lễ Tết thì bắt buộc là sẽ có những trò chơi đó để cho mọi người cùng được tham gia rồi đúng không? Ok. Thế bây giờ thì chưa có làm thêm món gì nữa không? Anh không sẽ ạ. Không làm thêm món gì à? Không ạ. Rồi, thế đi vậy thì chắc là anh cũng xin cảm ơn em rất là nhiều vì trong cái quá trình gặp em và đã làm quen được với em để vào nhà và xem mọi người làm bánh và được biết thêm về những cái phong tục tập quán của người Hà Nhì như em đã giới thiệu cho mọi người cùng biết. Dạ. Chị cảm ơn em rất là nhiều nhá. Có gì ạ? Ok. Các bạn ơi, có lẽ là Sơn sẽ kết thúc cái video này tại đây thôi, bởi vì cái quá trình đi vào nhà em chơi để xem làm bánh và xem tất cả những cái khuôn viên trong ngôi nhà Hà Nhì của nhà bạn ý và cũng được bạn ý giới thiệu về cái phong tục tập quán của người Hà Nhì vào những cái ngày lễ Tết thì cần phải có những cái gì và những cái mâm cúng thì bao gồm là những cái gì. Thì trong cái video thì Sơn cũng đã hỏi và đã nói rồi. Còn bây giờ thì chắc là Sơn xin phép được kết thúc video này tại đây các bạn nhé.